Trên trang cá nhân, Quang Bảo vừa công khai hình ảnh và câu chuyện ít người biết về thời gần chạm mốc 90kg. Tại sao em gầy và có nhiều nếp nhăn vậy Bảo? Câu hỏi được nghe nhiều nhất suốt một năm nay và lời thú tội này của tôi sẽ trả lời cho tất cả mọi người. Bên trái là thằng Bảo với số cân nặng nề gần 90kg cách đây hơn một năm. Quang Bảo thời chưa giảm cân. Ở cái thời điểm mà bản thân đã rời xa rất lâu nhịp sống của một vận động viên giang sơn Nguyễn Ngọc Quang Bảo để biến thành Quang Bảo. Không còn những ngày tập luyện cáo gao, ăn uống theo chế độ khác biệt và giữ số cân theo quy định, chuyển quý phái một lịch trình làm việc không cố định, di chuyển nhiều nơi, nghỉ ngơi và ăn uống không đúng giờ. Vì yêu mến bản thân bị áp lực nên luôn tự bù đắp bởi những bữa ăn đêm thả phanh, những cuộc ăn nhậu thâu đêm suốt sáng với bạn bè và cuộc vui không bao giờ hoàn thành bằng chỉ 1,2 chai. Thằng Bảo đấy từng bỏ bê bản thân, mặc kệ những lời góp ý của người thân và quản lý của mình, đến mức sau những cuộc vui không suy nghĩ đấy là những lời nói không hay với bạn bè, là tay họ té xe máy đến nước hai xương mặt trời xước và ớn ứng khắp người nhưng vẫn phải tươi cười cợt đứng trên sân khấu. Và cũng chính thời điểm ấy phát sinh ra cân nặng nề đã gần chạm đến mốc 90kg, con số khó chấp nhận với một đứa từng là vận động viên vô địch bơi lội của giang sơn. Béo lên không chỉ làm cho bản thân thời điểm đó bản thân stress nặng nề mà định hướng công việc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Trở về từ bệnh viện đứng trước gương, Thế Hệ giật mình tự hỏi, mày đã làm gì với bản thân mình vậy Bảo? Tương lai sẽ ra sao nếu cứ nối tiếp với lối sống như này? Quang Bảo viết. Và sau những ngày tháng xấu hổ với bản thân, Quang Bảo cho biết anh đã đăng ký tham gia các sự kiện thể thao, chăm chỉ tập luyện hàng ngày và điều chỉnh chế độ để giảm từ gần 90kg xuống còn 71kg. Hình ảnh Quang Bảo Thế Hệ chia sẻ lên trang cá nhân. Nhân chia sẻ này, Quang Bảo cũng gửi lời xin lỗi bạn bè, người thân, nhưng đây tôi muốn được gửi lời xin lỗi đến những ai mà tôi đã từng làm tổn yêu mến. Tôi biết dù không thể quay ngược lại thời gian để làm mọi thứ tốt hơn nhưng vẫn mong các gamer thủ đều mạnh bạo và vui sống. Tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn nhiều yêu yêu mến nhất đến những người thân yêu nhất đã luôn chấp nhận dù tôi là ai, đã luôn bên cạnh, chăm nom và chưa bao giờ mất đi niềm tin vào tôi. Cảm ơn vì tất cả những tin tưởng của mọi người đã tiếp thêm động lực giúp cho tôi được trở về. Quang Bảo từng là kiện tướng bơi lội cấp giang sơn và sở hữu nhiều huy chương, thành công bơi ấn tượng. Từ khi lấn sân quý phái lĩnh vực, Quang Bảo biến thành gương mặt thân thuộc khi dẫn dắt, chuyện đêm muộn, gương mặt thân quen, ai sẽ thành sao, giải mã tình yêu là cưới. Đồng thời có nhiều hoạt động xã hội, vì cộng đồng gây chú ý. Quang Bảo lột xác hoàn toàn sau khi giảm gần 20kg.